kênh Điện Tử Gia Phát cảm ơn anh chị đã tiếp tục theo dõi video này. Thì hôm nay kênh Điện Tử Gia Phát sẽ cùng với anh chị tìm hiểu về mẫu kênh ghế ngồi Canet KWB. Để tìm hiểu về dòng kênh này sẽ có bao nhiêu kích thước, các mức cân tối đa cũng như là chức năng và cách sử dụng kênh như thế nào anh chị ha. Đầu tiên là cân ghế ngồi Canet KWB này sẽ có các mức cân là 100kg, 200kg, 300kg và 500kg. Và một ưu điểm lớn của dòng cân này á là sẽ có cái màn hình số LED xanh to, rõ và dễ đọc như anh chị đang thấy. Về chức năng á, thì kênh Canet KWB này dùng để xác định trọng lượng từ bì khi kênh. Vậy thì cái cách sử dụng của dòng kênh điện tử Canet KWB này sẽ như thế nào? Anh chị cùng hướng lên màn hình để quan sát ha. Đặt kênh được trên mặt phẳng và điều chỉnh 4 chân đế sao cho 4 chân đế được vững. Đầu tiên thì chúng ta sẽ bật cân lên để cân khởi động từ 3 đến 5 giây, cân sẽ trở về 0. Sau đó là chúng ta sẽ bỏ cái bì của mình lên. Và đối với trường hợp mình trừ bì thì anh chị sẽ nhấn phím T, phím ở góc phải bên màn hình. Kênh sẽ trở về 0 anh chị ha. Sau đó là mình sẽ bỏ hàng lên. Và kênh đang hiển thị đúng trọng lượng của mặt hàng. Và nếu để kiểm tra thì anh chị bỏ hàng xuống, sau đó là mình bỏ cái bì xuống thì kênh sẽ âm đúng cái trọng lượng của cái bì là không âm 0.4. Và nếu như anh chị muốn trở về 0 lại thì anh chị có thể nhấn phím te thêm một lần nữa ha, thì kênh sẽ trở về 0 lại. Và kênh cũng sử dụng dòng pin 6V thông dụng có sẵn tại kênh điện tử Gia Phát và thời lượng khoảng 1 tuần trong điều kiện thông thường. Vậy về kích thước kênh thì kênh sẽ có kích thước như thế nào? Như anh chị đang thấy thì kênh sẽ có 3 kích thước tương ứng, đó là 40x40 với mức cân là 100kg, 200kg, 300kg, mức cân 40x50 và 50x60 với mức cân tương ứng là 500kg. Vậy kênh ghế ngồi KWB này phù hợp với những ngành nghề nào? Đối với những anh chị đã từng mua kênh điện tử Canet KWB này tại kênh điện tử Gia Phát thì kênh được ứng dụng nhiều trong những ngành nghề như là kênh hàng phế liệu, kênh nông sản, tiêu, điều, cà phê, kênh vải hay là kênh các mặt hàng cồng kềnh. Vậy thì bên cạnh việc mà chúng ta sử dụng kênh đúng cách thì việc bảo quản kênh cũng rất là quan trọng. Sau khi anh chị sử dụng kênh xong thì nên lau khô mặt kênh và đặt ở nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt và tránh chuột cắn ảnh hưởng đến tuổi thọ của kênh anh chị ha. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong dòng kênh ghế ngồi Canet KWB này với những ưu điểm lớn như là kênh có kiểu dáng thông dụng, phù hợp với nhiều ngành nghề và điều kiện cân. Kênh cũng dễ quan sát di chuyển và về giá thành thì cũng rất là hợp lý, bảo dưỡng kênh dễ dàng. Và xem xong video này, nếu như mà anh chị đang có bất kỳ câu hỏi nào thì có thể để lại bình luận ở bên dưới, hoặc là nếu như anh chị đang có nhu cầu về tham khảo các dòng kênh điện tử khác thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0909 899 833 để được kênh điện tử Gia Phát hỗ trợ anh chị ha. Để rồi, cảm ơn anh chị đã theo dõi hết video này. Chúc anh chị có nhiều sức khỏe và công việc thuận lợi. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.